đây là trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Brentford, cặp đấu của những sự hồi sinh, của những màn tái xuất. Ngày hôm nay thì James Maddison là sự trở lại đáng chú ý nhất của Tottenham Hotspur, đang ảnh hưởng khá nhiều đến Brentford dù họ cũng đã đón chào sự trở lại của nhiều cầu thủ. Jensen, cơ hội dành cho Brentford. Gusrep, tỷ số đã được mở cho Brentford sau một pha đánh bóng bất ngờ, nhưng lá cờ việt vị đã được căng lên. Phản công dành cho Brentford. Ivan Toney dứt điểm, không vào, vẫn còn, vào. Đó là sự nguy hiểm của Neil Maupay, và một cách ăn mừng như muốn treo người các cổ động viên của Tottenham Hotspur và huấn luyện viên Postecoglou. James Maddison trở lại nhưng anh chưa được ném phi tiêu ăn mừng, và người được thả Bentancur, vẫn là Bentancur. Timo Werner rất nguy hiểm, cú đá tưởng chừng không có gì quá đặc biệt của Timo Werner. Maddison, Kusevski, Richarlison, dứt điểm, không vào. Timo Werner, vẫn đang là Timo Werner. Udoje vẫn còn, vào. Những sự hiệu quả đến ngay lập tức với Tottenham Hotspur trong hiệp đấu thứ hai, và người lên tiếng là Udoje khi bóng chạm vào một cầu thủ của Brentford trước khi bật lại. Áp lực của Tottenham, Timo Werner gôi vào, quá nhanh, quá nguy hiểm. Tottenham lật ngược tình thế chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ. Sự thay đổi người của Udoje. Maddison, James Maddison, gôi vào. Richarlison, không thể ngăn cản Richarlison vào thời điểm này. Một chuỗi phong độ rất cao của chân sút người Brazil. Đường chuyền nào ngoài và Toney, cơ hội vào. Thêm một sai lầm khó tin của hàng phòng ngự Tottenham Hotspur, và họ đã phải trả giá trước Ivan Toney. Một lần nữa thì người mắc sai lầm lại là Udoje.